Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Nếu như ngày nay, việc bóc bánh trả tiền với gái mại dâm sẽ khiến nhiều quý ông sợ bệnh tật, ngoại tình thì quá tốn thời gian, tiền bạc và công sức, thì việc nuôi gái chăm gái sẽ là biện pháp tốt nhất, an toàn nhất để thỏa mãn thói trăng hoa của mình. Chỉ cần vô tình lạc vào một diễn đàn web đen thôi là sẽ có đủ các cô gái từ ngây thơ cho tới già dặn. Vậy để hiểu rõ hơn sở thích bệnh hoạn của các quý ông mỗi khi trà dư tiểu hậu sẽ như thế nào, xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi theo dõi ngay sau đây. Những câu chuyện về trồng rau, tức là nuôi gái từ lúc nhỏ đến lớn, hay là chăn rau có nghĩa là đi tìm rồi chăm gái, không chỉ là chủ đề bất tận trên diễn đàn của giới mẻ dâu mà còn là câu chuyện hấp dẫn mỗi khi các quý ông đã thấm hơi men. Trong các cuộc nói chuyện, anh nào mà ngồi không có ý kiến hay là không góp vui thì ngay lập tức sẽ được cho vào thành phần chậm tiến hoặc không hiểu biết. Đặc biệt với các quý ông công sở, ngày ngày đi làm, tối lại về với vợ con, thì chăn rau được coi như việc mang tính giải trí cao, lại thể hiện đẳng cấp chơi bời với đám đàn em đồng nghiệp. Quý ông nào càng nhiều rau thì càng được đàn em nể phục và năn nỉ xin chia sẻ cho cả hội. Để hiểu rõ hơn về vấn nạn này, phóng viên trong vai là một người đàn ông ham của lạ, vô tình lạc vào một diễn đàn hay là ngồi nghe các quý ông chém gió về rau, thì chắc hẳn không ít chị em sẽ giật mình kinh hoàng vì khái niệm phụ nữ với đám đàn ông được chia làm 3 loại chính, lần lượt là hàng, rau và vợ. Trong đó, thành viên cứng của một diễn đàn chăn rau chia sẻ chắc nịch rằng hàng thì chỉ cần có tiền, ý là những cô gái làm nghề lâu năm. Vợ là khái niệm cao xa không thể động đến, chỉ có rau là nhan nhản trước mặt, chịu khó làm nông dân chăm chỉ một chút là tha hồ mà tận hưởng. Đã vào diễn đàn để khoe chiến tích thì không thể thiếu việc đăng ảnh rau. Theo lời một người đàn ông nhiều kinh nghiệm thì đa số ảnh rau ở diễn đàn này đều là ảnh thật. Những kẻ chém gió hoặc lăng xê dìm hàng gái ngoan sẽ bị cho ra khỏi nhóm nếu điều tra ra được. Thậm chí những người đàn ông lâu năm nào cũng phải dắt túi vài ba mối rau là các em gái thường xuyên quan hệ tình dục với họ. Có rau chỉ để mình dùng và khoe, còn rau nào ngon, không gắn bó khăng khít lắm thì sẵn sàng chia sẻ với anh em để nâng cao uy tín. Nói đến sự đa dạng phong phú thì diễn đàn này đều có hết. Ai ai cũng có thể lựa chọn cô gái mà mình mong muốn. Ở đây người ta xem các cô gái như món hàng trong siêu thị. Cứ chừng ra đấy, ai thích mặt hàng gì, giá cả thấy phù hợp thì cứ thoải mái mà lấy. Và tất nhiên, trong hội nhóm này, rau cũng được chia làm nhiều loại. Thứ nhất là rau siêu sạch. Nghe đến đây thì chắc ai cũng hiểu ra vấn đề. Cụm từ đó là ám chỉ các em chưa từng quan hệ tình dục bao giờ, là những cô gái còn ngây thơ trong sáng, là tấm chiếu chưa từng trải. Đây là loại mà rất nhiều người mê mẩn và ưa thích. Tiếp đến sẽ là rau sạch. Cụm từ này chỉ các em học sinh, sinh viên có thể đã quan hệ nhưng phải đảm bảo không bị bệnh tật gì hết. Và cuối cùng là rau công sở và rau già, là những cô gái đã có tuổi, việc làm hay thậm chí là đã có chồng con. Hoặc chia theo mức độ khó của việc chăn rau thì có rau một nốt, rau hai nốt, rau ba nốt hay là rau nhiều nốt. Nốt ở đây sẽ tương đương với số lần rủ đi chơi. Càng ít nốt thì rau càng rẻ, nhiều nốt mới là gái ngoan và sạch. Mặc dù có rất nhiều loại khác nhau nhưng mà tiêu chí đặt ra là dù ở loại nào thì rau cũng phải đảm bảo về chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm hơn so với hàng. Với những người đàn ông nhiều năm kinh nghiệm thì chỉ xài rau siêu sạch hay là rau sạch, tức là những em gái còn trinh, hoặc sinh viên hay là học sinh thích ăn chơi đú đởn, thích quan hệ chứ chưa thành hàng hẳn. Còn với chàng trai nào mới học việc thì chăn rau công sở, rau già cũng là lựa chọn không tồi. Đó là những cô gái có tuổi, thậm chí đã có chồng nhưng mà vì nhu cầu tình dục cao vẫn chấp nhận quan hệ ngoài luồng. Nói chung khi được giới thiệu tổng quan như vậy thì tùy từng loại rau mà các quý ông có mất công, mất sức tiền bạc để mà chăn hay không. Với các em chảnh, nhiều người đã mất kha khá tiền đưa nàng đi ăn, mua quà tặng rồi mới được quan hệ. Nhưng cũng có những em thì chẳng tốn một xu nào, chỉ cần khéo ăn, khéo nói và có một kịch bản gia đình éo le là vô số quý ông công sở có thể sở hữu các em gái này không cần tiền, chỉ cần tình mà thôi. Trong diễn đàn này, với loại rau nào thì cũng thường trải qua 4 bước cơ bản như sau. Thứ nhất là tìm kiếm, thứ hai khởi sự, tiến triển hơn nữa là hẹn hò, và cuối cùng là kết thúc trong êm đẹp. Cả trai và gái đều đã có được nhu cầu của bản thân, người ta gọi là vẹn cả đôi đường. Mục đích cuối cùng của việc chăn rau cũng chỉ là lên giường mà thôi. Vì thế, ai ăn tạp thì xin rau của người khác để xài cho đỡ tốn thời gian. Ai đầu tư thì không chăn mà chuyển sang trồng rau, chăm chút cho em nó từ khi còn nhỏ cho đến lúc trổ mả. Dân văn phòng thì ai tận dụng các mối quan hệ có sẵn, người này giới thiệu người kia. Đó là tất cả những chia sẻ từ một cựu quý ông chuyên chăn rau. Ông đã không ngần ngại đưa ra những kinh nghiệm trên web đen. Thế nhưng không phải lúc nào việc tìm ra nguồn rau cũng là suôn sẻ, hay đến khi chăm sóc lại nhận về nhiều trái đắng.
Theo các anh em kinh nghiệm, nguồn rau sạch là vô biên ở khắp mọi nơi. Chỉ cần đầu tư, năng động đi tìm hiểu và phải chai mặt thì bất cứ anh em nào cũng có thể thành công. Sau khi no sôi chán chè, cũng cần phải học được kỹ thuật phũ để mà rút ra khỏi rau. Vì suy cho cùng, rau cũng chỉ là một món ăn thêm, không thể ăn mãi một loại và cũng để đề phòng vợ ở nhà phát hiện ra. Đàn ông đi chăn rau luôn tự hào về khả năng chinh phục phụ nữ của mình. Nhiều quý ông còn tính đẳng cấp với nhau bằng chuyện có nhiều rau hay không. Họ lại càng mở rộng mối quan hệ trong vườn rau, người này giới thiệu người kia. Ấy thế mà bên cạnh những vụ mùa bội thu, lên mạng được anh em ngưỡng mộ, coi là đại ca, thì cũng không ít người gặp phải trái đắng từ những gái gọi chuyên nghiệp úp bóng rau sạch. Một quý ông chia sẻ rằng, trông mặt bắt hình dong là quan niệm hết sức sai lầm khi mà chăn rau. Nhiều em ăn mặc đứng đắn tử tế, ăn nói hiền lành nhưng lại chính là hàng, chỉ tìm cách mo tiền mà thôi. Một vài em trông thì có vẻ ăn chơi bạo dạn, nhưng đấy mới chính là rau siêu sạch, chưa bao giờ quan hệ với ai. Thậm chí chia sẻ rau cũng là điều phải tránh, vì nếu em rau ấy có thể chia sẻ hết người này, người kia, thì có khác gì là hàng đâu. Rau sạch mà lại chính là rau bệnh. Nghĩ mình đang ăn rau sạch, HT 28 tuổi, một nhân viên văn phòng không hề đề phòng và sử dụng biện pháp an toàn nào. Thế rồi chỉ nửa tháng sau, anh này đã lên diễn đàn mếu máo kể khổ vì ăn rau xong mấy ngày sau đã thấy vùng kín nổi đầy mụn đỏ. T cũng không khỏi hoảng hốt giật mình khi thấy rau của mình được rêu rao khắp mọi diễn đàn. Đến lúc ấy cậu mới vội vàng đi khám sức khỏe và cạch luôn trò chăn rau. Bệnh tật là một phần, nhiều quý công sở vì ham chăn rau thậm chí còn bị rơi vào bẫy của bọn lừa đảo. Chat với một em tự xưng là sinh viên, gặp mặt cũng không thấy vấn đề gì. Hiếu 30 tuổi, ở Tam Trinh, sướng rơn khi mà kéo theo được một em vào nhà nghỉ. Đến lúc đó, em sinh viên e thẹn mới hiện nguyên hình là dân lừa đảo chính hiệu. Nhân lúc Hiếu đi tắm, em cuộm hết giấy tờ tiền bạc, há miệng mắc quay, không thể đi trình báo công an về tình huống oái oăm của mình, Hiếu đành ngậm ngùi coi như gặp hạn. Chuyện phủi tay sau khi chăn rau cũng không phải là dễ dàng gì vì nhiều chị em đã chắc có tình cảm với anh em, đã tìm mọi cách bám đuổi. Tìm đến nhà, tra ra số điện thoại của cơ quan, thậm chí là dọa đến nói chuyện với vợ hay là người yêu là cách mà những cô gái này rửa mặt, khiến nhiều ông chồng ham vui đã phải toát mồ hôi hột lo cách đối phó. Một điều nực cười là những quý ông lên mạng tìm rau và ham hố với trò này lại tỏ ra lo lắng, giật mình khi mà nghĩ đến việc liệu vợ hay là bạn gái của mình cũng từng là rau hay không. Điển hình là Minh Tân, 34 tuổi, nhân viên thiết kế, đã từng phải lục tung tất cả các diễn đàn để xem có thật là vợ sắp cưới của mình là rau hay không khi mà nghe bọn bạn nói rằng chồng người yêu mày cứ quen quen, chắc gặp ở đâu rồi đấy. May mắn cho Tân khi mà anh ta không tìm thấy điều gì khả nghi. Nhưng mà từ đó đến giờ, trong lòng anh cứ canh cánh nỗi lo không biết thực hư ra sao. Nhiều người cũng có chung nhận xét, đàn ông không thể nào chăn rau thành công nếu không có sự hưởng ứng của chị em. Nếu đã không thích thì không ai có thể cưỡng ép được mình. Ngẫm về điều này, cánh đàn ông lại càng thêm lo lắng về vợ và người yêu của mình. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và click vào những tin tức mới nhất đến từ BNews các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!